Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí và cùng đến với 20 điều độc lạ chỉ có ở Thái Lan. Tưởng không biết, hóa ra chúng ta không biết thật. Chắc hẳn bạn sẽ không ngờ tới Thái Lan lại có một phố đèn đỏ nhộn nhịp hay các quán ăn mà du khách tới chỉ vì một lý do. Bạn có biết tại sao lại nói Thái Lan đi trước thế giới 543 năm không? Cả cái sở thích ảo ma dẫn tới sự ra lò của khách sạn nhà tù. Tất tần tật, tuốt tuột tuột, sự thật kỳ lạ khiến bạn đi từ hoang mang tới thích thú sẽ xuất hiện trong video của Top 10 Huyền Bí ngày hôm nay. Đầu tiên là bốc thăm đi nghĩa vụ. Theo luật pháp Thái Lan, tất cả các nam thanh niên trên 21 tuổi đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng đi nghĩa vụ quân sự ở Thái Lan, nó lạ lắm, như là chơi trò kiếp đỏ đen vậy các bạn ạ. Tháng 4 hàng năm là thời điểm Sứ Sở Chùa Vàng tuyển người vào nghĩa vụ quân sự, thời gian kéo dài trong 10 ngày. Cuộc chơi thì cũng rất đơn giản thôi. Người khám được bốc thăm trong chiếc thùng có chứa cả thẻ đỏ và thẻ đen. Ai may mắn bốc trúng thẻ đen thì được miễn nghĩa vụ quân sự. Cả tông ti họ hàng vào chúc mừng, cười cả tuần luôn. Còn nếu bốc được thẻ đỏ thì chắc hôm đó các cụ đang đau lưng không gánh được, nên sẽ được xuất đi lính 2 năm và nhiều khả năng bị điều đến khu vực miền Nam bất ổn, nổi tiếng với bạo động và buôn lậu hàng cấm. Những người còn lại, nếu không muốn đặt cược vận mệnh vào trò may rủi thì phục vụ trong quân ngũ 6 tháng. Nadek, nam diễn viên trong phim Lừa đẻo gặp lừa đảo, cũng góp mặt trong chuyến đi bốc thăm và trúng vào thẻ đen. Mẹ của một nam thanh niên cũng tham gia bốc thăm chia sẻ, bà đã không ngủ được một tuần và cầu nguyện liên tục để con trai không phải nhận thẻ đỏ. Không biết là bà cầu nguyện ở đâu, nhưng điện thờ Janak ở thủ đô Bangkok chính là địa điểm vàng trong làng cầu nguyện vào mỗi dịp nghĩa vụ quân sự. Bạn cũng sẽ bắt gặp những cô nàng dáng thon, mặt xinh như thiên thần đi khám nghĩa vụ. Con gái mà cũng phải đi á? Tất nhiên là không rồi. Bạn quên đây là thiên đường cho những ca phẫu thuật chuyển giới hay sao? Người chuyển giới được miễn trừ nghĩa vụ quân sự, nhưng họ vẫn phải tham gia xét tuyển nghĩa vụ quân sự để có được giấy chứng nhận miễn trừ. Sau khi xếp hàng cùng rất nhiều người đàn ông khác, họ phải ngồi hàng giờ để chờ các sĩ quan quân đội gọi tên mình, sau đó tiến hành những cuộc kiểm tra để được chứng minh bản thân đã trở thành phái nữ. Các bác sĩ sẽ dẫn họ đến một phòng riêng hoặc ra phía sau bức tường để xem họ có ngực hoặc đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay chưa. Mà công nhận, nhìn họ đẹp thật nha. Mình là con gái, nhìn còn phải mê chữ E kéo dài cơ mà. Mình thấy nhiều người cũng mê món sau đây lắm, nhưng nó được nấu liên tục nửa thế kỷ cơ. Sốc toàn tập với món bò hầm liên tục trong nửa thế kỷ. Các bạn thân mến, quán ăn Watana Panic ở Bangkok, Thái Lan luôn đứng top đầu lựa chọn vì sở hữu món ăn độc đáo, đó là món bò hầm nửa thế kỷ. Món ăn này được nấu liên tục suốt 50 năm. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu nhá. 50 năm chứ không phải 50 giờ hay 50 phút nha. Đến nỗi nước súp bị tràn ra ngoài và tạo thành một vòng tròn lớn như bức tường bao quanh chiếc nồi. Điều đặc biệt là họ không bao giờ đổ nước dùng đi sau một ngày nấu. Chắc bạn đang thắc mắc là không rửa nồi, để vậy không thiêu hả? Nhưng từ từ khoai sẽ như, nước dùng còn sót lại hàng đêm sẽ được cất vào tủ lạnh bảo quản rồi mới mang ra làm nước cốt cho món hầm ngày hôm sau. Mỗi hôm thì họ sẽ thêm khoảng 25 cân thịt bò vào nấu. Bảo sao, nước chỉ có đậm đà theo tuổi là thế. Đây có lẽ là nồi nước dùng thịt bò lâu đời nhất thế giới các bạn nhở. Cũng hot hit đông khách không kém là món tráng miệng thạch dừa mùi mẫn này. Vì sao ư? Bởi nó là thạch phân các bạn ạ. Được đóng vào khuôn nhựa 3D, đã thế, chủ shop lại còn tận tâm pha màu nên món thạch này trông rất giống đồ thật. Nói tới đây tự dưng mình ước mua phải đồ giả, chứ lỡ dính vào hàng thật thì đúng là chuối cả nải chứ. Hàng tháng, shop đều bán hết 1.000 hộp thạch phân với giá 20.000 một hộp. Nhiều người thì khoái ăn mê tít, số còn lại vừa nhìn đã thấy dấu hiệu muốn gặp chị Huệ nên không dám cho vào miệng. Liệu bạn có đủ can đảm để ăn món này không đây? Nếu có, hãy comment số 1 dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn đang đi đường ở Thái Lan mà bắt gặp cảnh tượng tất cả mọi người bất động một phút, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Thời điểm cả nước đứng yên bất động. Cho mình hỏi là có anh chị em nào ở đây đã từng giả vờ đứng hình để đối phương tưởng mạng lác chưa?
Ấy thế mà ở Thái Lan, chuyện đứng hình bình thường như cân đường hộp sữa. Bạn mà có đang đi đường tự dưng thấy người ta bỗng khựng lại thì cũng đừng tưởng có phép thuật win nào như trong phim đấy nhá. Thực chất, họ chỉ đang tôn trọng đất nước. Điều này xảy ra mỗi ngày 2 lần vào lúc 8 giờ sáng chào cờ và 6 giờ chiều là lúc hạ cờ. Đó là lúc mọi đài truyền hình, đài phát thanh đều phát quốc ca Thái. Còn gọi là Pleng Chat Thai, phát trên các hệ thống loa trong các cơ quan nhà nước, trạm xe, công viên và các nơi công cộng. Chính vì thế mà cuộc sống trên toàn nước Thái dừng lại trong 1 phút. Nếu như Việt Nam là hơn 2 phút rồi đấy. Chẳng qua là do quốc ca của Thái Lan rất ngắn thôi, chưa đầy 1 phút, chỉ vỏn vẹn có 8 câu. Nên là nếu bạn qua xứ sở Chùa Vàng mà thấy điều này thì cũng đừng quá sốc nhá. Tiếp theo là một đặc sản mà chắc hẳn ai cũng gặp khi tới Thái Lan. Nhan sắc thực sự của những người chuyển giới. Bạn nhìn vóc dáng mờ mờ, nhưng mà là mờ lem này, mặt thì nét nào ra nét đấy, có nghĩ đó là một nam nhân không? Ở Thái thì điều đó như cái ghế vậy, vì không phải bàn. Tại đây, chuyển giới là một xu hướng thịnh hành chiếm nửa số dân, đặc biệt là chuyển từ nam sang nữ, nên mọi người tự tin là chính mình hơn. Không như Brunei, Iran, Qatar hay là Ả Rập Xê Út sẽ dành án tử hình, phạt tù đối với người LGBT. Chính vì Thái Lan ủng hộ giới tính thứ ba nên mới sinh ra các show diễn dành riêng cho họ. Trước đó là chi phí phẫu thuật từ 100 triệu đồng tới gần tỷ đồng tùy vào số bộ phận và độ khó cần sửa. Trước khi phẫu thuật, những người này sẽ sử dụng estrogen trong 1 năm và sống như những người phụ nữ. Sau khi phẫu thuật, họ tiếp tục dùng estrogen đến suốt đời. Trong toàn bộ quá trình phẫu thuật thì việc phẫu thuật bộ phận sinh dục nữ ngoài nhân tạo, phẫu thuật triệt lông bằng laser, phẫu thuật nâng ngực là điều bắt buộc. Đẹp như ý rồi thì họ tới Ankaza Show để thể hiện. Ở đây mỗi đêm có khoảng 400 vũ công biểu diễn, gồm người chuyển từ nam sang nữ và từ nữ sang nam với các tiết mục ứng với từng hàng ghế của từng quốc gia. Tất nhiên là có cả người Việt Nam đi xem, nên có cả phần trình diễn Hello Việt Nam và bài hát cùng tên vang lên trên phông nền lá cờ đỏ sao vàng, cùng nhiều vũ công trong trang phục áo dài nón lá. Giờ cuộc tình mình như mây trôi thân thờ. Sau buổi biểu diễn, các chàng trai ngày nào giờ đã là các nàng tiên nữ lộng lẫy trong các bộ cánh đủ màu sắc, đứng vẫy gọi khách. Mình nghe đồn là chỉ với từ 50 baht, tức là bạn chỉ cần bỏ ra 35.000 thôi là đã được đứng cạnh người đẹp. Nhưng mà không phải ai cũng thích, nên việc chào mời không đơn giản tí nào. Ngoài ra ở Thái Lan không khó để bắt gặp các quán ăn mà khách tới ăn là phụ, ngắm chủ là chính, kể cả là LGBT. Điển hình là cô đầu bếp chăm chỉ này, ngày ngày đẩy xe ra làm mì, nấu 500 bát trong vòng 3 giờ và người mua thì cứ nườm nượp mãi thôi. Chắc là do đồ ăn ngon thôi chứ không có gì đâu các bạn nhở. Mà mình phải công nhận là style quần áo này đúng là chỗ cần che thì che, hở thì hở. Chưa kể sức khỏe của cô thật vô đối vì tự bê mọi thứ mà nhiều anh muốn giúp một tay lại không có cửa. Một điều nữa là không chỉ khách offline mà online cũng nhiều. Khi video chỉ quay cảnh cô ấy múc mì thôi, đã thu hút gần 8 triệu lượt xem trên YouTube rồi. Chắc là mọi người đang học cách làm mì để mở tiệm mì ấy mà. Các bạn biết không, trên đời này không thích ở nhà, lại thích ở tù là có thật. Và địa điểm sau chính là nơi lý tưởng. Khách sạn nhà tù. Chắc hẳn không ai muốn mình bị tống vào tù đâu. Vậy mà giờ đây, có những người sẵn sàng trả tiền chỉ để được trải nghiệm cảm giác đằng sau song sắt. Và nơi đáp ứng sở thích ảo ma đó là khách sạn Suk Station ở Bangkok, Thái Lan. Khi check-in tại đây, thay vì nhận chìa khóa phòng thì du khách sẽ nhận được một mã số tù nhân và được chụp hình để lưu vào hồ sơ tội phạm. Sau đó, mỗi du khách sẽ được phát cho một bộ đồ tù nhân với hai màu sọc đen trắng, rồi được dẫn đến các phòng giam chỉ rộng 8m2 với các song cửa sắt và giường tầng y như là một nhà tù thực sự. Để tăng thêm tính chân thực thì khách sạn còn thiết kế những mảng tường bong chóc vữa nữa cơ. Nhà tắm chung và thực hành lệnh giới nghiêm một cách cẩn thận, khi đó tất cả đèn điện sẽ bị cắt. Đấy, nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Giang mà là ở đây các bạn ạ. Cái giá bạn phải trả tính ra tiền Việt là khoảng 900.000 đồng cho một đêm nghỉ tại nhà tù này. Nếu được một slot đến nhà tù này, hãy comment số 1 nếu bạn muốn đi, còn số 0 thì là không muốn đi nhé. Nhà sư cơ bắp cuồn cuộn, đồ nhất Thái Lan. Trái ngược với vóc dáng mảnh mai theo hình tượng vốn có khi mà nghĩ về các nhà sư, thì đập vào mắt chúng ta lại là cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ,
da ngăm ngăm vừa xuất hiện đã khiến Giang Cơ Mặn không tin nổi vào mắt mình. Ngay khi các bức ảnh và khoảnh khắc có mặt nhà sư được đăng tải đã thu hút rất nhiều người vào bình luận. Sư này chắc một mình đi thỉnh kinh rồi. Ngộ Không tự dưng thất nghiệp ngang. Yêu quái có khi bị quật lúc nào không hay. Thịt này ăn rất lành. Cụ thể là lành ít dữ nhiều. Vì để giải đáp thắc mắc nên mọi người sốt sắng đi tìm danh tính. Thì hóa ra đây là Buakaw Banchemek, một võ sĩ Muay Thái xuất gia tu hành ngắn hạn kéo dài trong 9 ngày để tưởng nhớ nhà vua quá cố. Ở thời điểm vua Bhumibol Adulyadej qua đời, nhiều nghệ sĩ diễn viên Thái Lan cũng cạo chọc đầu để bày tỏ lòng yêu mến đối với đức vua. Nghi lễ xuất gia của Banchemek được tổ chức ở một ngôi chùa tại Bangkok và anh đã được cạo chọc đầu theo đúng nghi thức Phật giáo. Trên trang Facebook cá nhân, Banchemek cũng gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người nếu đã làm điều gì không phải trong quá khứ. Thực ra cũng không có gì lạ vì ở Thái Lan, việc đi tu báo hiếu là điều vô cùng thiêng liêng mà mọi thanh niên đều thực hiện trong đời. Có người chỉ đi tu 2-3 tháng, hay cũng có người dành tới 2-3 năm trong chùa. Trong đó có cả giàn nam thần nước này. Quả thật sư Thái Lan thì cũng ở một cương vị rất khác bọt. Thậm chí có cả luật cấm phụ nữ không được chạm vào nhà sư. Nếu đưa đồ vật thì phải đưa qua đàn ông khác hoặc là nhà sư phải dùng khăn để cầm vật đó. Kể cả khi gặp sư thì cũng tránh dẫm lên bóng của họ bởi quan niệm bóng chính là họ. Dẫm bóng thì không khác gì đang dẫm lên thân thể của nhà sư. Tới mức đó thì con số hơn 90% người dân Thái Lan theo đạo Phật là hiển nhiên rồi. Thái Lan đi trước thế giới 543 năm. Bạn đã từng nghe qua câu nói Thái Lan đi trước thế giới 543 năm chưa? Tuy nhiên sự thật thì đúng là như vậy đấy. Bởi lẽ dương lịch của Thái Lan được vua Rama V phát triển và đưa vào sử dụng chính thức vào năm 1888 sau Công Nguyên. Người Thái thường sử dụng Phật lịch tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn được cho là năm 543 trước Công Nguyên, tương ứng với năm thứ 0 trên thế giới. Tất cả mọi thứ từ thẻ ID Thái đến biên lai tại các cửa hàng tiện lợi cho thấy năm theo lịch trình Phật giáo. Do đó thời gian của người Thái sẽ đi trước so với thế giới 543 năm, đồng nghĩa năm 2024 theo lịch thế giới, tương ứng với năm 2567 tại Thái Lan. Đi qua Thái Lan mà cứ ngỡ như mình vừa đi du hành thời gian xong. Đây cũng là đất nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa từng bị đô hộ, không giống như Lào, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Malaysia. Thái Lan chưa từng là thuộc địa của các nước phương Tây. Chắc hẳn khi nhắc tới Thái Lan thì bạn cũng đã từng nghe qua về búp bê Phu Man Thông. Búp bê được sống như một con người và thứ bùa chú bên trong đáng sợ ra sao? Hãy cùng với Tommy Huyền Bí tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé! Người dân coi búp bê Phu Man Thông chứa linh hồn thai nhi như con người. Phu Man Thông ở Việt Nam hay gọi là cậu bé vàng hay quỷ linh nhi. Và việc mua bán búp bê Phu Man Thông không khó khăn khi có hàng chục hội nhóm kín được lập ra trên mạng xã hội chuyên trao đổi, buôn bán và chăm sóc búp bê Phu Man Thông. Theo các tu sĩ Phật giáo Thái Lan, ban đầu búp bê Phu Man Thông được tạo ra với mục đích là giúp đỡ những linh hồn thai nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Nhưng ngày nay, nó đã được các pháp sư biến tướng dùng để làm giàu cho chính mình. Để làm nên loại bùa dưới danh nghĩa búp bê này, người ta phải đào xác lên mổ bụng lấy đứa bé của một phụ nữ đang có mang và mới chết được 21 ngày. Sau đó, đem xác tới một lò để sấy khô quắt queo cho đến khi nhỏ gần bằng nắm tay thì dùng vải cuốn lại, dát vàng lá và thực hiện nghi thức ma giáo. Cuối cùng là nhét vào búp bê. Ngày nay thì cách làm thay đổi đa dạng nhưng vẫn là phải lấy từ bào thai đã chết. Sau tất cả thì búp bê đó được đem bán với giá từ 2 đến 13 triệu đồng một con. Người mua sẽ cho chúng mặc quần áo như con người, uống sữa, uống coca như thật, dạy dỗ, kể chuyện, thậm chí đặt cả tên riêng. Nhiều người truyền tai rằng Phu Man Thông có thể giúp bố mẹ kiếm tiền tỷ chỉ trong vài tháng, phá đối thủ làm ăn, răn mặt kẻ thù. Đáng sợ nhất là càng về sau, người nuôi Phu Man Thông phải cho nó uống máu của mình hoặc con mình để duy trì, nếu không sẽ bị búp bê ma sai khiến, hãm hại, giống như trong bộ phim Annabelle. Tất nhiên là mọi thứ sẽ không đến mức tranh cãi đỉnh điểm nếu không liên tiếp xuất hiện các vụ việc như là tháng 11 năm 2010, cảnh sát thủ đô Bangkok khi tiến hành khám xét một ngôi chùa đã tìm thấy 2.000 thi thể thai nhi gây sốc đối với người Thái và cả thế giới. Khó tin nhất là một hãng hàng không Thai Smile Airways năm 2015
bán vé ghế cho các con búp bê và phục vụ cả thức ăn đồ uống trên các chuyến bay. Nhà hàng đồ nướng Neta Green cũng đã thông báo cung cấp các suất ăn cho búp bê. Ở Việt Nam thì có một YouTuber nổi tiếng là Thơ Nguyễn đã bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt tẩy chay và bị xử phạt vì đăng clip dạy các em học sinh dùng búp bê Kumanthong để phù hộ trong học hành thi cử. Bạn nghĩ sao về búp bê này? Comment tin hoặc là không tin dưới phần bình luận nhé. Sau đây là vị vua tài tiếng nhất Thái Lan, hồi trẻ có hơn 20 thê thiếp xung quanh. Vị vua tài tiếng nhất Thái Lan. Các bạn ạ, không giống Việt Nam, Thái Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến kết hợp với nghị viện, đồng nghĩa sẽ là cha truyền con nối. Vị vua hiện tại là Maha Vajiralongkorn, vị vua thứ 10 của vương triều Chakri, đăng quang ngày 4 tháng 5 năm 2019, từng được biết đến là hoàng tử playboy của Thái Lan với 22 thê thiếp quay xung quanh. Từ khi lên ngôi, ông vẫn là nhân vật gây tranh cãi, nhưng người dân lại không được phép chỉ trích vì theo luật, bất cứ ai có lời nói hay là thái độ thiếu tôn trọng đối với người đứng đầu đất nước Thái Lan sẽ bị khép tội khi quân và bị trừng phạt nặng nề. Quốc vương 73 tuổi hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 32 tỷ USD, tức là xương xương 814.000 tỷ đồng và dành phần lớn thời gian sống xa hoa tại biệt thự bang Bavaria của Đức. Ông trải qua 4 đời vợ. Hồi tháng 11 năm 2009, vua Maha cùng người vợ thứ ba Sri Rasmi Suwade bị dò dỉ một video. Bà Suwade gần như là bà chấm. Thôi cái này mình xin che. Trong đó người hầu hạ đứng xung quanh tại bữa tiệc sinh nhật chó cưng của nhà vua. Trước đó, vua Maha cưới người vợ đầu tiên là công nương Soam Sawali Kitty Zakara năm 1977 và sinh được cô con gái là công chúa Naira Kitty Japha. Cơ mà vì bản tính playboy trong người nên ông tiếp tục qua lại với nữ diễn viên Yuvahida Paul Prasad trong khi chung sống với vợ. Một thời gian sau, ông ly hôn vợ nhất, cáo buộc vợ hai ngoại tình, cáo buộc vợ ba tham nhũng và rồi lấy vợ tư là Suthida Thitjai sắc phong hoàng hậu. Chưa đầy 3 tháng sau, ông lại sắc phong cho bà Sininath là hoàng quý phi. Ngoài ra còn dàn hậu cung 20 người vợ bé khác. Ông chính là vị vua Thái Lan đầu tiên lập phi trong lịch sử hiện đại. Các bạn ơi, video khám phá Thái Lan tạm thời đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Nếu bạn muốn khám phá thêm về đất nước nào, hãy comment ngay xuống phần bình luận nhé. Chúng mình hứa sẽ lên video sớm nhất có thể cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye! Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Các bạn thân mến, Thái Lan ngoài được gọi với cái tên là xứ sở chùa vàng hay là xứ sở của Kumanthong thì còn là nơi có màn đi nghĩa vụ độc nhất vô nhị, tưởng đâu đang chơi xổ số, đi vào kiếp đỏ đen. Và là nơi bạn sẽ được gặp cả hot girl sexy bán nước ép, nhưng dân mạng lại tiếc hùi hụi vì điều này. Vậy cụ thể đó là những điều gì? Có gì hot mà lại chấn động đến vậy? Ngay bây giờ, hãy cùng với Top 10 Huyền Bí theo dõi video 8 điều kỳ lạ và điên rồ chỉ có ở Thái Lan nhé! Cô nàng nóng bỏng bán nước ép, nhưng du khách tiếc hùi hụi vì điều này. Một tiệm bán nước ép hoa quả ở khu chợ đêm Chinada thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội bởi chủ quán vô cùng xinh đẹp và sở hữu thân hình nóng bỏng với 3 vòng rất chi là hấp dẫn. Đã thế, cô chủ quán này còn thường xuyên mặc áo 2 dây hoặc mặc áo 3 lỗ để khoe làn da trắng như bột và vòng 1 căng tròn. Mấy anh dài thấy thời tới rồi, liền xách ba lô bất kể xa xôi đến mấy, đến để uống nước và xin thông tin của cô chủ, nhưng lại tiếc hùi hụi. Các bạn có biết họ tiếc vì điều gì không? Đó là cô chủ đã có chồng. Suốt 2 năm cô bán một mình, nhưng gần đây khi quán đông khách hơn, chồng cô đã ra chợ phụ giúp vợ, nên mấy anh trai mới hay tin chứ tưởng đâu cô vẫn còn son. Mình mạnh dạn đoán giờ quán đã vắng bớt rồi, mà vắng thì chồng sẽ không ra. Tiếp theo thì bạn tự nghĩ nhá. Phải công nhận đấy là lý do mà các quán ăn Thái Lan cứ nườm nượp khách ra vào mãi thôi. Bán gà quay có cần đẹp đến vậy không? Nhiều anh bảo chưa ăn gà đã biết gà ngon rồi. Nhiều lúc khách đến mua bánh, chắc chỉ chăm chăm nhìn vào nhan sắc của cô chủ mà thôi. Tiện đường thì mình ghé luôn qua quán có dàn trai đẹp 6 múi, mặc đồ nữ sexy tại nhà hàng hải sản Stanimihoi. Họ là những chàng trai cơ bắp,
nhưng lại mặc quần áo phụ nữ, xong giả bộ nữ tính hết cỡ để giải trí cho thực khách. À mà mình chẳng biết có nữ tính thật hay không, chỉ thấy không khí này thật là cute phô mai que. Hình ảnh các nam nhân phục vụ điển trai trong trang phục gợi cảm cũng tạo nên một cơn sốt trên mạng, giúp cho Stanley Mihoy trở thành một hiện tượng. Cái này dễ thương bao nhiêu thì cô gái sau khiến cộng đồng mạng hú hồn chim én và không khỏi rùng mình bấy nhiêu. Nữ hoàng bọ cạp. Kanchana KSKU được mệnh danh là nữ hoàng bọ cạp Thái Lan, là người phụ nữ Thái duy nhất đạt được hai kỷ lục Guinness. Kỷ lục đầu tiên cô giành được đó là khi cô ngậm một con bọ cạp trong miệng của mình trong suốt 3 phút 28 giây. Sau đó, sự táo bạo của cô tiếp tục được công nhận lần thứ hai tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Pattaya, Thái Lan, khi KSKU đã dành tới 33 ngày để sống chung với 5.000 con bọ cạp trong một lồng kính có diện tích chỉ 12m2, trong đó gồm 40 con có nọc độc đủ giết một người trưởng thành. Trong các buổi trình diễn của cô, khán giả lúc nào cũng được fan bay hồn bay vía. Đúng là nếu bạn không sợ thì người sợ là người khác. Nhìn thì đơn giản nhưng lại không dễ như đan rổ. Bởi nếu bạn biết bọ cạp đã khiến 1.000 đến 5.000 người chết mỗi năm thì bạn có dám thử không? Ngoài những thứ độc lạ trên đây, Thái Lan còn xuất hiện bức tượng gây tranh cãi sau đây. Xuất hiện bức tượng gây tranh cãi, nghi ngờ phỉ báng đạo Phật. Ngày 9 tháng 8 năm 2023, một bức tượng cao 4 mét tên là Krukai Kayu được đặt trước khách sạn Baja, Bangkok, Thái Lan. Như các bạn cũng nhìn thấy, thay vì sơn vàng bình thường thì nó lại được sơn đen với đôi mắt màu đỏ, răng nanh dài màu vàng. Chưa kể lại còn thêm quả móng tay dài màu đỏ chót, kèm theo một đôi cánh sau lưng. Giới chức Bangkok đã mở cuộc điều tra về việc ai là người đứng sau lắp bức tượng này. Chưa kể lúc vận chuyển còn gây tắc đường 2 tiếng. Vì vẻ ngoài đáng sợ và không nghiêm túc, nhiều người nghi ngờ bức tượng phỉ báng đạo Phật nên lập đơn khiếu nại di rời tượng đi chỗ khác. Tuy gây tranh cãi nhưng không ít người vẫn đến thờ cúng, cầu bình an và giàu có, trúng xổ số. Một người bán sinh tố đã khẳng định Krukai Kayu đã mang lại may mắn cho cô. Tôi cầu xin công việc kinh doanh của mình thành công và nó đã thành sự thật. Một số người tuyên bố đã trúng xổ số sau khi cúng dường, nhưng tin thật hay tin giả thì cũng chưa có ai xác nhận. Bạn thấy bức tượng này giống ai? Chứ mình nhìn là đã thấy liên tưởng ngay tới chúa quỷ Prytong, vua của những hồn ma độ cho sự giàu có thông qua xổ số, cá cược cờ bạc hay kinh doanh. Đối lập với vẻ ngoài của bức tượng trên thì ở chùa Wat Mahathat có một khuôn mặt Phật 700 năm tuổi mang vẻ đẹp thánh thiện và siêu thoát, đem lại cảm giác bình an. Kỳ lạ ở chỗ, khuôn mặt Phật bị rễ cây bao phủ. Người Thái tin rằng một binh lính đã đặt đầu của pho tượng vào gốc cây giữa lúc cố đô bị phá hoại. Rồi thời gian trôi đi, những chùm rễ vươn ra ôm trọn lấy khuôn mặt của Đức Phật. Tên thủ đô dài nhất thế giới. Nếu hỏi nước nào có tên thủ đô dài nhất, chắc Thái Lan là đáp án không ngờ tới. Nhiều bạn bảo, Bangkok ngắn mà ta, dài chỗ nào đâu. Nhưng mà các bạn ơi, tên thủ đô của Thái Lan được viết theo các ngôn ngữ nước ngoài thì nó lại ở cái tầm khác cơ. Cụ thể là dòng chữ dài như cái chạc mà mình đang để trên màn hình kia. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần. À mà có thể gọi theo tên rút gọn là Krung Thep Mahanakhon, chứ đọc đầy đủ thế kia thì hết thanh xuân hết hơi mất. Riêng tên Bangkok là từ trước năm 2001 khi quốc gia này chưa đổi tên thôi, nhưng đến hiện tại vẫn được công nhận, song không chính thức. Trường cao đẳng của khỉ. Các bạn biết tin gì chưa? Tưởng mình các bạn được đi học thôi á. Thái Lan còn có một trường dành riêng cho khỉ ở Surat Thani có tên là Cao đẳng khỉ Thani nữa cơ. Các lớp học từ 3 đến 6 tháng được chia thành 3 cấp, mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao. Tại đây thì các con khỉ được học biểu diễn và thu lượm dừa. Vào lễ tốt nghiệp, sinh viên đặc biệt này còn được tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hoành tá tràng.
Tranh xả hơn là vào tháng 11 hàng năm, khỉ sẽ được thoải mái thưởng thức bữa tiệc buffet gồm hơn 2 tấn thức ăn hảo hạng được tổ chức trước đèn Prabang Samjot ở tỉnh Lopburi. Lúc này hơn 600 con khỉ tha hồ mà quẩy và đánh chén. Nhưng mình nghĩ rằng trường học của khỉ không có cách chống gian lận độc lạ thế giới như này đâu. Sáng kiến độc lạ hành tinh khi chống gian lận. Nhiều người bảo rằng cần gì phải học bài khi đã có phao cứu sinh, nhưng nó sẽ chìm nghỉm khi vào mấy ngôi trường bá đạo của Thái Lan này. Cụ thể, các giáo viên yêu cầu sinh viên mang theo một thứ đặc biệt để không quay cóp. Tại tỉnh Songkhla, Thái Lan, mỗi em đội một chiếc ô, mặc dù trần nhà không rột. Trùng hợp là đúng hôm đó mưa, nên mỗi em có một chiếc luôn. Tại trường đại học Kasetsart, sinh viên đội chiếc mũ làm từ hai trang giấy trong khi đang làm bài kiểm tra. Cơ mà nhìn cái hình ảnh này nó cứ quen quen ấy, giống nhân vật gì mà mình không nhớ ra. Ai biết thì comment chỉ mình với nhá. Tại Đại học Công nghệ Rajamangala, sinh viên buộc phải đội những chiếc mũ bảo hiểm ngay trong lớp học. Tưởng đâu các em vội quá vào phòng thi mà quên chưa cởi mũ cơ. Nhưng mà mình đoán thế nào lại gần đúng. Hình ảnh hài hước này ngay sau đó đã được giải thích rằng các sinh viên đang tham gia vào chiến dịch mang tên mũ bảo hiểm 100%. Khuyến khích đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp vì mục đích an toàn. Theo đó thì trường kỹ thuật Bincon ở Philippines cũng ngang tài ngang sức. Giáo viên cho phép sinh viên tự do sáng tạo và cái kết nón chống gian lận độc lạ được làm từ giấy, vỉ trứng gà, mũ bảo hiểm, móc phơi quần áo, ABC, XYZ đều đủ cả. Trái ngược với sự đồng tình hưởng ứng ở Thái Lan thì Đại học Bachelor ở Mexico bị buộc tội làm nhục và phá vỡ các quyền cơ bản của học sinh sau khi để cho học sinh đội hộp cắt tông lên đầu. Túm cái quần lại thì dù ở trường nào, gặp phải đứa hạch cười như mình thì chắc cuối giờ nộp giấy trắng mất. Với lý do là mình cười không ngậm được mồm nên không làm được bài. Cũng là sáng kiến bá đạo chỉ có ở Thái Lan thì bất kỳ cảnh sát nào nói năng không lịch sự với dân thường sẽ bị bắt buộc đeo băng tay màu hồng sáng có hình Hello Kitty để tự thấy xấu hổ mà không tái phạm. Cuối cùng là ngôi chùa độc lạ Thái Lan, nơi mà tín đồ đam mê bóng đá và anime cực khoái. Ngôi chùa có cầu thủ bóng đá và nhân vật hoạt hình. Ở Thái Lan, chùa Wat Lan Kuat cực kỳ nổi tiếng khi được làm từ 1,5 triệu chai thủy tinh từ bia hay nước tăng lực màu xanh và nâu. Đến cả những tác phẩm nghệ thuật cũng khảm bằng thủy tinh rất chi là sáng tạo. Và chùa Wat Pari Wat còn có tên gọi là chùa David Beckham. Tại sao lại thế nhở? Vì ở đây có bức tượng dát vàng chính cựu cầu thủ bóng đá người Anh đặt ngay dưới bệ của tượng Phật trong chính điện. Bất ngờ hơn là nhà điêu khắc làm chùa cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Manchester United nên đã xin phép đưa bức tượng vào chùa để chứng minh tình yêu bất diệt của mình với đội bóng và cầu thủ nổi tiếng này. À, chưa hết, ở đây còn có các nhân vật để đời như là Quy Lão Tiên Sinh cực ngầu trong 7 viên ngọc rồng, thiên tài Albert Einstein, diễn viên Thành Long, cựu Tổng thống Obama, có cả Spider-Man của Marvel và có Superman thì kiểu gì cũng phải có thêm Batman. Các bạn thân mến, chuyến đi thăm xứ sở Chùa Vàng đến đây tạm gác lại. Ngoài Thái Lan còn rất nhiều đất nước khác và những bí ẩn chưa được hé lộ. Bạn muốn khám phá đất nước nào thì đừng ngại ngần comment xuống bên dưới nhé. Chúng mình hứa sẽ lên video nhanh nhất có thể cho bạn. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi video đến giây phút này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!